được cái bậc hà và bổ sung thêm chlorophyll. Thế thì cây linh lăng phân tích nó ra nó rất giàu vitamin, có B, vitamin A, B1, B6, C và E, có các chất khoáng kali, canxi, sắt và kẽm, có carotin và rất giàu chlorophyll. Như tôi nói, cái hàm lượng của nó cao hơn các cây khác từ 6 đến 10 lần chlorophyll, từ cây dâu tằm thì rất giàu, cũng giàu chlorophyll, từ cây lúa mạch thì cũng rất giàu chlorophyll. Ngoài ra nó còn có vitamin, có chất khoáng, các chất chống oxy hóa. Và đặc biệt cái cây lúa mạch này này, ngoài chlorophyll ra nó còn có một cái men là SCOD. Bổ sung cái SCOD, bởi vì chúng ta biết là tôi nói năm cái người mà đi dọn rác trong cơ thể chống gốc tự do là cái gì? Một là hệ thống men, hai là vitamin, ba là chất khoáng, bốn là hoạt chất sinh học và năm là các chất màu, đúng không? Thì hệ thống men ở đây chủ yếu là SCOD. Cái men này nó có sẵn trong cơ thể hoặc là bổ sung vào, tức là SCOD có nghĩa là superoxide dismutase. Cái men thứ hai là catalase. Thế thì cái SCOD này nó có rất giàu ở trong cơ thể mạnh, cho nên chống oxy hóa cũng rất mạnh, đúng không? Và các enzyme khác, bạc hà, chlorophyll. Cho nên cái tác dụng của nó là gì? Nó kích thích hoạt tính các men và tế bào của bạch cầu, tăng cường các phản ứng miễn dịch. Cho nên nó làm tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể thải loạn các chất độc. Thế thì cái này hoàn toàn tôi nhắc lại các đề tài Nobel, cải thiện tình trạng thiếu máu cũng là đề tài Nobel, tăng cường chức năng tiêu hóa, chống táo bón, tăng cường chức năng gan và cải thiện hệ gan, tốt cho đường hô hấp, giảm nhẹ viêm họng, cải thiện tình trạng hen, giảm viêm nhiễm, chống lại các độc tố, cải thiện tình trạng đái tháo đường, làm dịu thấp khớp, tăng cường chức năng thận và bàng quang. Thế thì đấy, khái quát lại chlorophyll thì thích phần như thế và tác dụng như thế. Tôi muốn giải thích thêm chlorophyll cụ thể hơn một chút. Thì chúng ta biết là cái phản ứng Joseph Priestley là từ năm 1780. Cái ông này ông đã nghiên cứu, ông lấy một cái cốc úp ngược lên thế này ở dưới để nước, cho cây bạc hà và thắp một ngọn nến. Theo bình thường thì cái ngọn nến phải tắt, đúng không? Vì anh úp kín cái cốc này úp vào nước thì nó phải tắt, nhưng cái ngọn nến lại không tắt. Vì sao? Vì người ta để cây bạc hà ở bên trong. Cơ chế là gì? Cái cây bạc hà nó sẽ hít thở, hô hấp CO2 do sự đốt cháy của nến tạo ra và nó nhả ra oxy. Đấy. Như vậy cây nến thì thả ra CO2 và tiêu thụ oxy để cháy, thì cây bạc hà lại hít thở CO2 để lại thải ra oxy để cho cây nến thắp sáng. Thì đấy, cái thí nghiệm này là thí nghiệm lịch sử Priestley trong nghiên cứu về chlorophyll, quá trình quang hợp. Và sau đó người ta nghiên cứu tiếp về quá trình quang hợp. Quang hợp là gì? Là do ánh sáng mặt trời chiếu lên các chlorophyll. Chlorophyll là chất màu xanh ở trên lá của các cây hoặc tất cả các màu xanh của cây mà nổi trên mặt đất. Thế thì dưới tác động của mặt trời thì chlorophyll nó sẽ biến CO2 và nước để tổng hợp lên đường và thải ra oxy. Đấy. Đường do đó mới thành tinh bột, đúng không? Thì đấy, cái quá trình như thế người ta gọi là quá trình quang hợp. Nếu không có quá trình quang hợp thì ta làm gì có bột, có cơm, có gạo mà ăn, đúng không? Cây lúa cũng là quang hợp đấy, thì mới tạo ra hạt lúa, củ sắn, củ ngô. Thế mà ta mới có oxy để thở. Thì đấy, ấy thế mà Hà Nội nút lót thế nào mà được tổ chức UNESCO công nhận là thành phố xanh sạch đẹp. Cây xanh thì triệt phá, nhà toàn bê tông,
chen chúc vào nhau. Bây giờ ta đi một số khu nhà toàn nhà chưa nóng thì đã nắng, chưa nắng thì đã nóng, đúng không? Ngạt thở. Cái chỗ gọi là UD City với lại là cái gì Time City, cứ tưởng như hiện đại, cho trẻ con xuống chơi, tôi nói xuống dưới thiếu oxy, ngạt thở, không hay ho gì đâu. Đáng nhẽ anh phải có đủ diện tích cây xanh. Để ví dụ như chúng ta thở ra này, tôi nói cái phòng này là phải có thông gió, chứ không tất cả chúng ta thở là thở ra CO2, mà CO2 thì rất độc, đúng không? Thế mà ta hít oxy thì mà chỉ có cái cây xanh nó mới làm được nhiệm vụ đó, là nó hít CO2, nó lấy CO2 và hơi nước từ dưới đất lên để nó tổng hợp ra oxy, còn ngoài ra nó tổng hợp được chất bột để nuôi sống con người. Thế mà mình lại cứ không có diện tích cây xanh vừa phải, đúng không? Phải đủ đấy thì sức khỏe con người. Cho nên tôi mới nói có ba cái nước trên thế giới là niềm mơ ước của loài người: Úc thì trong đó kể cả New Zealand, Thụy Điển. Thế thì đấy, cái quá trình hòa hợp này nó làm như vậy. Thế để ta biết là cái vai trò của chlorophyll, đúng không? Cái chlorophyll là chất diệt lục, là sắc tố màu xanh của cây, được tìm thấy ở các loại cây màu xanh. Thế thì chlorophyll ấy, nó có cái đặc điểm gì? Nó có hai loại chlorophyll A và chlorophyll B, nó chỉ khác bằng cái nhân là đồng hay là bằng magie mà thôi. Thế nhưng mà cái đặc biệt quan trọng nữa là gì? Chlorophyll nó giống như đúc là hồng cầu của chúng ta, tức là hemoglobin. Hemoglobin là cấu tạo hoàn toàn giống chlorophyll, chỉ có khác cái gì? Hemoglobin, cái nhân trung tâm của nó là sắt, cho nên nó tạo cho máu của chúng ta có màu đỏ. Thế còn chlorophyll, cái nhân trung tâm của nó là magie, cho nên tạo ra máu thực vật có màu xanh. Cho nên chlorophyll có màu xanh, đúng không? Ta uống chlorophyll đấy chính là ta uống máu đấy. Nếu đúng bản chất, đúng không? Uống máu có bổ, quá bổ. Nhưng đây tôi nói thẳng như thế để cho dễ hiểu, đấy chính là máu của thực vật. Cho nên đấy cái giá trị của chlorophyll nó làm như vậy. Đây nó chỉ khác nhau cái nhân thôi. Chlorophyll cái nhân là magie, còn sắc tố, huyết sắc tố cái nhân của nó là sắt. Còn công thức giống nhau. Cho nên tại sao các nhà khoa học người ta tìm ra giải Nobel là chlorophyll có tác dụng làm tăng hồng cầu, đúng không? Bởi vì công thức uống vào nó như nhau, thì có phải tăng tổng hợp lên hồng cầu không? Huyết sắc tố tăng lên thì nó phải tăng hồng cầu không? Thì đấy, cái cơ chế tăng hồng cầu nó là như vậy. Cái vai trò của máu đỏ, tức là hemoglobin của chúng ta đây, là vận chuyển oxy và CO2. Tôi hiểu nói trái tim nó chia ba phần: tươi đỏ, phần cho thơ và phần để em yêu. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều. Tôi hiểu nói sai bê bét cả. Trái tim là bốn phần chứ đâu là ba phần, đúng không? Tâm thân trái và tâm thân phải. Tâm thân trái chia ra hai phần: phần tâm nhĩ và tâm thân. Tâm thân phải thì cũng chia ra hai phần: tâm nhĩ và tâm thân. Đấy. Máu từ tâm nhĩ trái rồi đến tâm thất phải. Tâm thất phải bốc đi lên các mảnh máu và đi nuôi các mô. Nuôi các mô xong nó nhận oxy, nhận cung cấp oxy cho các tế bào các mô, xong nó nhận CO2 ở đây thải ra, lại trở về tâm nhĩ xuống tâm thất, đưa lên phổi, thải ra ngoài qua đường thở. Thế thì đấy, cái vai trò của máu đỏ, máu động vật thì nó là như thế này. Vai trò của máu xanh, tức là chlorophyll, là gì? Nó nhận CO2 từ trong không khí, nó nhận hơi nước, nước từ dưới đất đi trong lòng cây lên, tổng hợp dưới ánh nắng mặt trời, vai trò của chlorophyll để tổng hợp lên CO2 là dưỡng khí, thải ra không khí và tổng hợp lên đường, tức là tinh bột. Thì đấy, cái máu xanh của nó như vậy. Như vậy ở đây để hình dung ra cái gì? Chlorophyll đấy chính là máu xanh của thực vật. Thế đây và các nghiên cứu về chlorophyll đây, ba giải Nobel
về chlorophyll. Thế ngoài ra các nghiên cứu khác cũng tương tự. Tác dụng của chlorophyll là gì? Ở nước ta ai là người nghiên cứu chlorophyll nhiều nhất? Giáo sư Lê Thế Trung, đúng rồi. Hôm trước tôi vào thăm, năm ngoái thì tôi vào thăm thì cô còn tỉnh táo. Tôi bảo bây giờ thầy với em ta chung nhau viết một cuốn để kỷ niệm ngày xưa em làm hộ lý ở khoa bảo. Đấy. Khi tôi đang học đại học ngoài thì tổng động viên vào bộ đội, thì trước khi nó bảo cho đi học bác sĩ phải rèn lên làm hộ lý á. Thế là mất một năm làm hộ lý ở 103 ở viện 10, đến cuối cùng thì về khoa bảo. Thì cụ Trung lúc đó làm ở đấy và cụ dùng chlorophyll, những vết thương bỏng nhiễm trùng cụ cho dò dọc vào vết thương, sạch vết thương, khử trùng nó rất tốt đấy. Thế thì đấy một cái mà cụ Trung sau này nghiên cứu rất nhiều. Thế thì đấy đã thấy, thì tôi tổng hợp lại cái tác dụng của chlorophyll là gì? Thải độc khỏi cơ thể, thì đây là giải gốc hết. Thì người ta nói cơ chế làm sao, tại sao nó thải độc? Bởi vì nó tăng lưu lượng máu, tăng hàm lượng oxy, giúp cơ thể làm sạch độc tố và tạp chất. Đấy là cơ chế thứ nhất. Cơ chế thứ hai là chlorophyll nó kích thích tăng tạo hemoglobin, mà hemoglobin có tác dụng kết hợp với oxy và CO2 và các chất dinh dưỡng để vận chuyển để các mô nuôi sống tế bào và thải ra các chất cản bã. Chlorophyll chống tác hại của bức xạ, mà cái này là chính giáo sư Lê Thế Trung nghiên cứu đấy, và phòng ngừa ung thư. Và cái thứ tư, cơ chế thứ tư là chlorophyll liên kết với các kim loại nặng để giúp thải chúng ra ngoài qua đường tiêu hóa và đường miễn tiểu. Và cái thứ năm, chlorophyll kích thích nhuận tràng, tăng lưu động, làm sạch đại tràng. Thì đấy, cái năm cái cơ chế này cho nên giải Nobel là kết luận là thải độc tố ra khỏi cơ thể. Thế thì đấy, cái tác dụng đầu tiên là chlorophyll thải độc tố ra khỏi cơ thể. Cái thứ hai là tăng hồng cầu, cải thiện chức năng tim mạch, phòng chống các bệnh tim mạch. Đây cũng là giải Nobel. Cơ chế làm sao? Bởi vì chlorophyll nó có cấu trúc tương tự hemoglobin cho nên nó làm tăng hồng cầu, chống thiếu máu. Chlorophyll giúp giảm thiểu máu, não, chống chóng mặt, mất ngủ và mệt mỏi, và giảm thiểu các bệnh động mạch vành. Thì đấy, cái tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ ba là chống nhiễm trùng. Thì cơ chế rất rõ rồi đúng không? Chlorophyll nó làm tăng hồng cầu, mà tăng hồng cầu thì vận chuyển oxy nhiều. Oxy nhiều tức là tạo ra môi trường ái khí, mà môi trường ái khí thì các vi khuẩn kích khí sẽ bị tiêu diệt, nhất là các vi khuẩn của đường ruột. Tức là nó tiêu diệt 15% vi khuẩn ái khí ở đường ruột, và nó kích thích các vi khuẩn axit phát triển, làm cho vi khuẩn ở đường ruột có lợi phát triển. Thì đấy, cái cơ chế nó là như vậy. Chống nhiễm trùng răng miệng, loại bỏ các vi khuẩn ở nước bọt và cơ miệng. Chống vi khuẩn làm hại bề mặt răng, các mảng nám bám quanh răng, tăng cường sự phát triển của vi khuẩn ưa sinh đường ruột. Như trên đây là báo cáo, khử mùi. Ví dụ như ta sử uống chlorophyll thì mùi thở ra sẽ thơm, đúng không? Chống được mùi hôi của miệng, mùi hôi của nách, mùi hôi của phụ nữ. Anh nào muốn đi thăm người yêu mà nghĩ là sẽ hôn thì nên đánh răng bằng chlorophyll hoặc uống một vài ngụm, đúng không? Ra miệng nó thơm tho. Thế thì đấy, cái đặc biệt nhất là những người nào không may mà bị hơi đường hơi thở nó hôi ấy, thì uống chlorophyll hoặc đánh răng bằng sản phẩm chlorophyll thì rất tốt. Đấy là chống nhiễm trùng, phòng ngừa ung biếu, bởi vì nó chống oxy hóa, thải các chất độc. Mà chlorophyll cái công suất như thế nên nó liên kết với các nguyên tố độc, thế mà nó thải ra qua đường tiêu hóa. Thì đấy, và trong đó có tác nhân gây ung thư. Đây, ví dụ như là những tác nhân gây ung thư là gì? Các amin thơm dị vòng, các chất nitrosamin, hay người ta gọi là các chất carcinogen. Cái chất này khi liên kết chlorophyll nó tạo ra các phức hợp và thải ra ngoài. Thế nếu mà đường phân thì qua đường phân, mà nếu qua đường máu thì là qua đường nước tiểu. Đấy. Cho nên nó không còn bị nguy cơ ung thư. Đấy, hay như thế. Liên kết với các carcinogen và các chất gây ung thư. Tăng chức năng của gan và tiêu hóa. Chống oxy hóa. Giảm nguy cơ bệnh tật.
các tác dụng khác, ví dụ nó tăng miễn dịch, như chúng ta nghiên cứu ngày hôm nay, giảm nhẹ viêm họng, chống vi khuẩn vết thương, giúp nhanh lành vết thương. Tại sao nó làm nhanh lành vết thương? Một là nó khử trùng, đúng không? Khử trùng bằng cách thì nó cung cấp oxy. Oxy thì có phải ta ngày xưa chiến tranh ta hay dùng nước oxy già để ta rửa vết thương không? Chính là dùng oxy ấy, để tiêu diệt các vi khuẩn. Thế hai nữa là nó kích thích các tế bào non phát triển lên, cho nên là vết thương nhanh lành, cải thiện chức năng tim mạch. Thế và trong thực phẩm người ta còn làm kem, mì ống, bánh kẹo bằng màu xanh của chlorophyll thì nó không độc hại, đúng không? Chứ hiện nay một số người ta làm kể cả cốm màu xanh melachite rất độc, cái hóa chất này gây ung thư. Thế nhưng thà bằng anh dùng chlorophyll, nhưng mà tôi nghĩ là rất người ít người ta dùng đấy, người ta đi dùng những cái chất tốt cho nhân dân mà người ta chỉ dùng hóa chất. Bởi vì hóa chất thì chỉ cần một tí thôi là pha ra được rất nhiều. Ví dụ như bây giờ uống nước ngọt, ta cứ tưởng đó là nó làm nó cả ra tạo ra một cái phức hợp, nó trông vào nó như là các chất cam, chất chanh, nhưng mà các sản phẩm hóa học hết đấy. Dù một tí xịt làm ăn nó ngọt gấp 400 lần đường của chúng ta, cho nên mà lại gây độc hại, mà lại gây ung thư. Đấy, cho nên hiện nay thị trường thực phẩm rất phức tạp và nguy hiểm. Là còn làm đẹp da, đúng không? Thế đây là thành phần chlorophyll của Synergy. Cách uống thì chúng ta biết rồi, 120 đến 240 ml nước cộng với một thìa, một muỗng, cộng 10 ml đến 20 ml là uống. Cái sản phẩm thứ hai là mix